nhờ tất cả các bạn không đó, mà mình tin
là trong đường cộng. Đây như mình sẽ xin giới thiệu các bạn về mã lỗi MS12027 khai thác lỗ hổng trên Firefox. Đầu tiên chúng ta vào run, chúng ta gõ msf console tên và chúng ta sẽ mã lỗi. Với 12 ship gặp 027. Chúng ta copy đường dẫn. Chúng ta chọn show. Option. Chúng ta set file name. Là và chúng ta set block. Và chúng ta set lỗ. Chúng ta lấy địa chỉ IP của bắt trắc. Ta bỏ vào. Và set lbot, set lại lbot. Cái này là mặc định của bắt trắc. Chúng ta apply. Đây là đường dẫn của tên máy, tên của file đọc và chúng ta in ra desktop cb chipboot đọc. Ta copy đường dẫn này. Ra máy thấy được cái file và bây giờ chép file vào điện
chúng ta bất chắc đã chuẩn bị lắng nghe và chúng ta vào đây, chúng ta Đây, chúng ta đã thực hiện xong và bây giờ chúng ta qua máy USB để log in vào bằng địa chỉ này, để đào cái này. Ở địa chỉ 1.2 đó về ta chạy thì trong quá trình chạy thì máy bất trắc đã tìm mã lỗi cho USB và bây giờ chúng ta có thể coi được tên máy.
Và chúng ta đã tìm được cái tìm được mã lỗi và coi được máy USB. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.